Sau 5 năm hoạt động, dự án hỗ trợ thương mại và đầu tư châu Âu EU Moonchap đã hoàn thành các kế hoạch công tác đề ra, triển khai 130 hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, xuất bản 74 báo cáo, tài liệu nghiên cứu, hỗ trợ nhiều bộ, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, trung tâm WTO, trường đại học trên cả 3 miền Bắc Trung Nam. Tại lễ tổng kết dự án, ông Bùi Huy Sơn, giám đốc ban quản lý dự án cho biết, một trong những mục tiêu chính của dự án này là tăng cường quan hệ thương mại Việt Nam-EU, cải thiện năng lực đàm phán và thực thi các cam kết thương mại đa phương và khu vực. Dự án đã hỗ trợ các nội dung mới về cải thiện chính sách đầu tư, môi trường và lao động xã hội, chuyển dần từ hỗ trợ đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế sang hỗ trợ thực thi các cam kết thương mại quốc tế, cải thiện các điều kiện kinh doanh trong nước, đặc biệt và có những hoạt động hỗ trợ cụ thể, sát với nhu cầu của doanh nghiệp cho một số ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam như thủy sản, dệt may, da giày và cà phê. Tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của dự án và tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt, một giai đoạn hợp tác mới sẽ được mở ra với các dự án hợp tác cụ thể để hai bên cùng thực hiện hiệu quả, khai thác tối ưu lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vì sự phát triển của cả Việt Nam và Liên minh châu Âu. Dự án EU Moonchap là minh chứng cho những hỗ trợ hiệu quả của Liên minh châu Âu giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu và khu vực, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-EU.